lấy cái này làm bẫy trầu. Được không đó anh? Chắc được mà cái con cái lỗ này nó nhỏ. Bự mà, lỗ đó bự chứ. Thế nhỏ hơn con tròn, con tròn cũng nghĩ nó bự hơn chứ. Nhưng mà có một cái là cái kẽm này nó yếu nè, nó yếu sợ nó giạt ra. Ừ. Nhưng mà nếu làm cái này chắc anh phải làm hai lớp. Hai lớp nhưng mà phải để làm sao cho nó chéo nhau. Làm hai lớp, còn nếu mà cái loại này thì sợ nó mềm quá. Loại này mềm quá. Thôi để đi làm đi chiều giờ tính. Em tính là đóng cái lồng gà. Làm đi. Con ở nhà con rảnh á. Con lấy cái này là con làm cái lồng này chiều về này gà con ra khuôn á, chồng á. Rồi con ở nhà con lấy gỗ á, con đóng vuông cỡ chừng một phút đi ha. Phút vuông nha, rồi dài cỡ chừng như là dài cái này luôn đi. Ơi, con làm sai kiểu rồi. Hai cái lớp kẽm này con phải để so le chứ con để vậy thành ra giống như một rồi. Lỗ nó thưa. Muốn để hai lớp cho nó dày lên. Thôi lỡ rồi. Bữa nay mình gài đây hy vọng là đêm nay nó vô lại. Gà bằng cái mồi bacon. Mồi bacon là cái mồi cục ba rọi á quý vị. Ba rọi con raccoon này nó cũng mê lắm. Ok. Hy vọng. Rồi, bẫy sập rồi. Ủa sao không có ta? Ủa bẫy sập rồi sao không dính ta? Rồi ăn hết cục mồi luôn. Không lẽ chuột. Trời ơi thấy bẫy sập mừng quá trời. Ủa kỳ vậy ta. Vô coi camera lại đi. Trời ơi. Khi mà coi cái camera lại mới thấy là tức nha quý vị. Cái bẫy nó sập rồi mà nó không dính. Nên ra tôi mới vô tôi coi camera. Thì quý vị biết không, cái con raccoon này hồi tối nó vô rồi mà cái kiểu mà nó vô mà mình không hay á, rồi cái lồng của mình á là mình không biết lý do gì mà nó lại ra được đó. Để tôi bỏ cái video mà tôi quay trên cái camera tôi lại cho quý vị xem nha. Nó vô nó dính trong đó rồi nó quậy trong đó mà không biết sao nó ra được. Đây quý vị xem nha. Thấy không, hai con mắt của nó nằm á sáng ngời luôn. Nó đang kiếm đường nó đi ra đó. Nó đang dính ở trỏng mà, nó dính rõ ràng mà chứ đâu phải đâu. Con này con raccoon chứ đâu phải con chuột. Đó quý vị thấy không? Rõ ràng là nó rồi. Đó. Nhưng mà tôi không hiểu làm sao. Nó lại ra được. Đó, nó ra nó còn quay lại nó nhìn nữa. Tức là chứng tỏ là nó không có biết sợ mà cái gì hết. Nó không có sợ nha. Đó, nó đi đó. Cái cuốc tôi vịn ngay cái hè nó lại nó đạp cái cuốc sập luôn. Đạp rớt cái ngã cái cuốc xuống nữa. Nó dạng ghê hồn luôn á. Bữa nào cũng đi làm về trễ quá trời. Bữa nay đi về trễ quá quên gà luôn. Giờ mới nhớ. Ngày hôm qua xảy ra tức quá trời. Bữa nay canh me. Hy vọng
vọng. Hy vọng là bữa nay là sao đây. Cái đêm nay là đêm thứ hai nha quý vị. Đó, quý vị thấy không, nó bò vô á. Nó bò vô, nó dạng dễ sợ không? Ngày hôm qua nó xảy rồi, bữa nay nó vô được, nó giải rồi. Đó, nó lú cái tay ra. Giải ghê hồn không? Nó vô nó quậy quá trời luôn à. Nó giải dữ như vậy có nghĩa là cái lòng của mình cũng chắc lắm chứ đâu phải đâu. Nhưng mà không biết ngày hôm qua không cái cửa không có bị hở mà sao nó ra được. Đó, bữa nay coi nó giải đó. Nhưng mà mình sáng nay mình ra cũng không gặp nó nữa. Mình coi camera lại mới thấy thôi. Này là khoảng 2 giờ mấy nè. Không biết sao mà nó ra được. Thôi quý vị thấy nó ra không? Nó ra một cách từ từ luôn chứ không phải là hoảng sợ hay là gì đó. Đây là lần thứ hai nó dính trong cái bẫy rồi chứ đâu phải ấy đâu. Chứ nếu mà lần đầu thì không nói, còn lần thứ hai là nó phải biết cái đó là cái bẫy rồi chứ. Vậy mà nó vẫn tỉnh bơ ha. Tỉnh bơ nhưng không có gì. Đặt ngoài đi Billy. Con để đại ngoài đi, đóng cửa lại. Ừ. Hôm nay mình để trống tối nó dính mình không thấy á. Để ngoài luôn, đóng cửa lại. Đóng cửa lại luôn. Gỡ cái lưới ra đi, gỡ lưới ra. Ừ, gỡ lưới ra. Đóng cửa lại luôn. Bữa nay mình đặt ở ngoài. Rồi con gà lên đây. Bữa nay mình gà ở ngoài này có dính không? Hai đêm xảy rồi tức quá trời. Quý vị thấy nóng máu không? Đó. Cái lồng mình để ở trong á thì nó vô nó dính. Mà mình không thấy thì nó giải nó ra. Rồi tới chừng cái lồng mình đem ra ngoài á thì nó lại nó đứng đó nó nhìn đó. Nhưng mà tới sáng mình ra mình mới biết lý do rằng là lúc nó lợi á là cái bẫy mình nó sập rồi đó. Nhưng mà mình không biết lý do sao sập. Tôi nghĩ rằng chuột nó vô nó ăn cái miếng mồi á, nó kéo cái miếng mồi là nó sập cái bẫy đó. Nó vô không được, nó ngồi nó nhìn hồi nó buồn quá nó đi rồi. Tức quá trời quá đất tức không đó. Cái con này cái mạng nó số nó dài thiệt á. Trời ơi. Rồi cái lồng này dính cái con này quý vị. Cái con kia đêm nay không vô mà vô con này. Thấy cái bẫy sập mừng quá chạy ra. Ai ngờ dính con này. Con này là con skunk mà hôi rình luôn. Đó. Con này đâu có ăn được. Thả nó luôn. Dỡ chuồng thả nó luôn. Cho nó đi đi. Cái con này đâu có ăn được. Chưa chịu đi nữa hả? Còn mò cái gì này là còn nghe cái mùi gà hay gì nó còn quay trở lại nữa. Chưa chịu đi nữa nè quý vị. Dạng dễ sợ không? Chui đâu đó. Quý vị coi cái video quý vị có tức không? Tôi tức dữ lắm nha quý vị. Cái lúc mà mình không có cái lồng á thì nó lại vô. Tại vì ngặt một cái là ở đây mình order một cái gì là tới cả tuần sau nó mới về được. Nhưng mà mình nóng lòng thành ra mình làm mình gài liền, thành ra mình gài bằng cái lồng kia nó không dính. Nó dính mà nó không có giữ được cái con tròn trong đó. Đến mình mua cái lồng mới mình đem về mình gài thì tới lúc đó nó lại không vô. Đó, quý vị thấy không? Thấy tức dễ sợ không? Đó, từ bữa mà mua cái lồng nó về dính cái con skunk hôi rình nó tới giờ nó không vô nữa, mất tiêu luôn. Thôi thì mỗi người nó có một cái số mạng hết, một cái con vật cũng vậy. Khi mà nó vô vậy mà mình không bắt được nó, mà nó vô tới 3 lần. Đó, mà mình không bắt được nó có nghĩa rằng cái con này cái mạng nó rất là lớn, mạng rất lớn. Thành thử mình cũng không biết nói sao. Thì thôi thì bây giờ mình cứ tiếp tục mình gài nữa coi, nếu mà nó kém may mắn thì nó dính, còn nếu không thì thôi cho nó đi luôn chứ sao giờ. Đó, thôi video tới đây tạm dừng nha. Chúc bà con, chúc tất cả mọi người bình an hạnh phúc. Bye.